Dạ, Trang xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì Trang tiếp tục đi vô cầu Từ Tạng ở địa chỉ cụ thể là ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Rồng Riềng của tỉnh Kiên Giang để mà đổ lan can. Hôm qua thì trời mưa, không có làm được nhiều việc nên đó, hôm nay trời cũng vui vui nè. Mấy anh đó thì sợ trời mưa, sợ chiều đổ không được á, nên là tranh thủ buổi sáng mình đổ một bên trước rồi mình hãy làm, đặng đổ bên nào được mình làm bên đó. Trang mời ông bà cùng đi đổ với Trang nha. Chưa có lên đấy cậu. Nhiều quá mất mút ra cậu ơi. Được hai bình nè. Đầy gì được ha. Nè, cây sắt nè. Rồi. Em kiểm tra đi. Đưa bạn xuống đây rộng mà. Kêu bình vô lẹ, vô nhặt mảnh xuống hơi bọng kìa bình ơi. Cho đây phía này cao. Cái đó lại, cái nó là làng. Miếng này cậu, này chưa đầy không nè. Ồ, được rồi, được rồi. Cậu trang điểm cho con luôn rồi đó. Trang điểm bằng xi măng luôn nè. Bằng dán luôn hả anh Bình? Ờ, cái đó bằng dán không được. Bằng dán nè cậu ơi. Cho miếng cậu miếng nữa. Xuống đây nha. Lót gỗ, lót từ từ thôi nha. Tí thôi nha. Đó là nhiều quá, múc ra nó cưng. Rồi, được rồi, ok. Mình làm ở trên. Để coi ai vậy. Nãy giờ làm ở trên nghe ù ù ở dưới nè. Xin chào sư phụ. Sư phụ. Cũng nghe. Cái sư phụ nghe kêu chính nghe mới nghe nè. Sư phụ ơi. Chính nghe. Chính nghe. Hello. Này có mấy chú bên đội từ thiện á, đi qua dỡ dán ở dưới. Còn bên mấy anh thợ thì mình đổ ở trên. Anh Dư ơi, mấy ông này ông lãnh công việc của anh rồi. Có một cái bài hả anh?
Cái gì đó miếng hồng đó. Có chạy quá bờ nó chạy qua nó không ngồi đá ra con. Cái nắng này nắng giả bộ mình nè, nắng xíu mưa nè. Ha, trời nắng này trời nắng giả bộ nè anh Bình. Giờ thì mấy chú ngồi ở dưới á, mình đang tháo dán đáy của cái đạ. Giờ thì cho mời ông bà cô chú coi cái thành quả của mấy chú cháu với anh em chen đổ cái đạ nha. Coi thành quả có đạt hiệu quả không. Bây giờ thì mình tháo ra mình biết ở dưới nè. Rất là đẹp ha. Mấy chú tháo ra cái là mình thấy được cái sườn, cái thân của nó hết luôn. Còn lúc mình chưa tháo dán đáy thì mình chỉ thấy dán thôi. Tới công đoạn này là ngán lắm á, tại vì mấy chú á ngồi không mà vò không mà không có lực, cũng như cái lúc mình đóng thì mình đứng đóng được, giờ là mấy chú ngồi nó chỉ đụng cái đầu thôi đó, mà đầu ở trên thì đinh không kìa. Mấy chú làm cẩn thận đi mấy chú ơi, đinh nó nằm nó chổi lên không kìa. Tại vì á là lúc mình đóng vô thì mình đứng được, còn bây giờ tháo á thì tội cho mấy chú lắm. Mấy chú phải ngồi khơm nè, mà những cái đinh này nó chĩa nè, trên tấm ván á nó chĩa xuống không, ngồi cũng không khơm chứ cũng không đứng được. Cẩn thận nghe chú, đinh nó chĩa không nghe chú, gỡ đinh luôn á hả, tháo tấm nào gỡ đinh tấm nấy luôn hả? Dạ. Mấy chú đậu rất là đẹp luôn ha. Cũng lâu lắm rồi á, Trang mới thấy cái ghe hàng luôn á. Cái ghe đó là cái ghe hàng á. Ở chỗ Trang giờ thì ít lắm, có đi về xuống vùng Kiên Giang này thấy mấy cái ghe đó. Là người ta bán bánh trái, rồi những cái thực phẩm khô á. Ta bán ở dưới ghe hàng á. Kêu lại là đủ thứ giống như một cái tạp hóa ở trên bờ của mình vậy á. Đúng là học sinh thì chạy ngang bữa tí xíu à. Ông bà cô chú anh chị có nghe tiếng của cái anh đó anh giao bán không? Ở đây xa chợ cho nên là có những cái xuồng ghe nè, là hồi nãy là bán tập quá khô, còn bây giờ là bán đồ gãy nè, dưa hấu, hành long, củ cải đỏ, cà chua, chú đang giao á. Cái cột ngày hôm qua trước khi về mấy anh em tranh thủ đổ, giờ tháo ra rồi, để mình đổ trước để hôm nay mình làm cái đỏng nè. Đây chỗ này thì mình đổ cái đỏng lưu niệm, đúng rồi, vui vẻ cũng hát, buồn cũng hát hả? Nay hai ông sư phụ quanh kia à hả? Ông Ngọc Bác
Ba ông hợp tác luôn hả? Ông nói cái lạch là của mình, không biết cái lạch của ông là ông mà ách cho mình không biết. Dạ thì ba chú Chính nè, chú Chính nghe con Nông Nghiệp với chú Ba Bé đang ở dưới gầm cầu để mà tháo mấy cái dán bỡ đó mà mình đấu đá. À, sáng giờ thì mấy chú đâu tháo hết bên kia kìa. Đạt của mình tháo ra rất là đẹp. Xem mặt đà đẹp không mấy chú? Sư phụ, mặt đà đẹp không sư phụ? Sư phụ ơi, mặt đà đẹp không? Cái mặt cua đà đẹp không? Cái đà này đẹp không? Đẹp. Cái đà đẹp không? Đẹp hả? Mà tốt khỏe, tốt khỏe, sống chè đây. Bây giờ các chú đã tháo hết mấy miếng dán của mình ra nè. À. Cái độ công ở giữa đó, để giờ xuồng ghe vô, không có bước. Và đảm bảo được cái chữ C của mình là nó hỗ trợ bốn cây đà, chịu sức nặng nhiều hơn luôn. Lúc làm á thì chân hăng hái lắm, tới lúc tháo cầu này là chân ngán nhất luôn á, ngán nhất là mấy cái đinh nè. Ôi ôi, đinh chùm chỏm không từng miếng dán nè. Rồi tháo ra xong rồi mình phải gỡ đinh nữa, tặng mình lựa miếng nào mình còn xài được, mình còn đem đi chỗ khác. Đóng dán nè, đó mình còn chưa lên ra hết nữa đó. Còn bên cái cầu giữa mấy chú tháo ra rồi mấy chú để bên đó. Còn đóng bên kia nữa. Chàng đứng xa xa gì là ông bà cô chú thấy được cái dáng cái cầu này nè. Đường xấu quá chứ. Cái bảng chắc là nó không kiếm. Đây đó là cái bảng đó, đúng như cái lan can luôn, đúng như cái lan can luôn. Mình đổi lan can ở kiểu cọp mình chưa sắt kìa. Thì đóng cho chắc vô, đóng mà không chắc thì thêm cây đinh, thêm này thêm đinh kia vô, tới chừng gõ mới biết lợi hại. Đưa lên chút nữa. Ông đóng cái bờ ngay chỗ cái ngàm đó luôn đó. Vậy luôn đó. Đưa cái dán ra chân ra ngoài. Chân cái giò. Buổi trưa ăn bánh mì. Mấy rồi chú chính nghe cái chuyện hồi xưa nè.
mấy anh thợ đã đổ cái bảng xong tháo hết luôn rồi. Mưa quá mưa ông bà cô chú ơi. Chút xíu mưa, chút xíu mưa. Mày ăn không lương. Bên kia mình đã tô xong rồi. Còn mấy anh sẽ tô bên này. Có không đại? Có không? Có không? Có không? Có không? Làm mình che mưa gầm gầm. Dán thì giờ mình đã tháo ra nè. Tháo bên đây ra rồi. Sắp ngay ngắn. À, mình lấy đồ mình đẩy lại. Tại ba cái này là dán ép không à. Mưa cái gặp nắng cái nó sẽ bị dở ra. Nó bị bong chóc ra. Tách lớp. Này nó bị tách lớp hết rồi. Trời đen thui. Dạ, hôm nay thì mấy anh thợ làm được tới công đoạn này rồi nè ông bà cô chú anh chị ơi. Bảng thì đã đổ xong rồi, còn đợi bắt chỉ nữa nè. Như mình còn phải chỉnh sửa những góc cạnh này lại nữa. Tại vì mình đổ ra thì nó chỉ vuông thôi, nó không có cạnh góc như bên đây. Bên đây thì mình sửa rồi nè. Nó sẽ vuông góc cạnh như đây. Còn ở đây thì mấy anh tô, nhưng mà có một cái là bữa nay gặp trời mưa. Mưa quá chừng mưa rồi. Cứ làm chút xíu mưa, hai ngày nay cứ chạy đi vô chạy ra, chạy vô chạy ra, tội cho mấy anh thợ vô cùng luôn. Đi làm rồi cái cứ mưa chạy vô chạy ra, làm không có chạy được việc á. Đó, bây giờ mà làm xong rồi về cũng không an tâm nữa, mới tô xong mà sợ mưa nên mấy anh đẩy lại nữa nè. Dạ, bữa nay thì mặc dù là mình chưa có tô xong, chưa có làm cho kỹ càng nó đẹp hết, nhưng mà dù gì thì mình cũng đã thấy được cái dáng của cái cầu rồi đó mà cô chú anh chị. Mình đã thấy được lan can, mình đã tháo dán ra xong hết rồi nè. Hai bên đều nhìn rất là đẹp không bà cô chú anh chị. Dạ, còn bây giờ thì Trang cũng xin phép bà cô chú anh chị Trang về. Do là trời chuyển mưa quá là nhiều, chuyển rất là chuyển rồi đó. Trời giờ này có hơn 3 giờ thôi mà tối hù về. Dạ, còn Trang xin phép bà Trang về. Trang xin hẹn bà cô chú anh chị vào tiếp tục những video tiếp theo nha. Trang cũng đợi... chắc cũng để là khi nào bắt đầu nắng thì Trang mới sơn cầu được. Do là sơn mình gặp trời mưa thì chắc là khó khăn. Mình cũng phải tô á, lại tô xong rồi mình phải đợi cho xi măng nó chết, nó trắng. Mình sơn lên màu nó mới đẹp được. Nhưng mà vô mấy cái ngày mưa bão này thì tiến độ thì chắc nó cũng không có được nhanh cho lắm. Cũng phải chịu thôi, vô những cái mùa mưa là phải vậy.
mua là bom đồng nhà thích dữ he. Mấy em gài là khô cái mưa cắt bơm thêm 2 ngày nữa hả? Ừ,